Nhắc đến Lina Yeon, người đẹp sinh năm 1979, người ta sẽ nghĩ ngay tới mỹ nhân sở hữu chiếc mũi mà các cô gái xứ Hàn đều lấy làm hình mẫu nếu như có ý định tới các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều năm về trước, Lina Yeon được bình chọn là mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất xứ Hàn. Ngôi sao Kế Hoạch B sở hữu gương mặt thanh thoát, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng. Các trung tâm sắc đẹp cũng khẳng định cô sở hữu khuôn mặt có tỷ lệ vàng, từ nhỏ đã nổi bật hơn người nhờ nhan sắc xinh đẹp và đôi chân dài. Nhìn những hình ảnh thuở bé của Lina Yeon, người ta nhanh chóng nhận ra cô bé xinh xắn với vóc dáng cao ráo, mảnh mai, đôi mắt sáng và nụ cười trong trẻo. Ít ai biết rằng, trước khi bước chân vào nghiệp diễn, Lina Yeon xuất phát điểm từ nghề người mẫu. Sau này, Lina Yeon bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và nhanh chóng gặt hái được thành công. Nhờ gương mặt thông minh, vẻ đẹp trong sáng, Lina Yeon nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Những năm tháng tuổi đôi 10 từ trẻ, Lina Yeon từng giành giải diễn viên chính xuất sắc tại liên hoan phim Rong San cho vai diễn trong Someone Special. Cô cũng được vinh danh là nghệ sĩ quảng cáo xuất sắc do Hiệp hội Quảng cáo Hàn Quốc trao tặng. Tin đồn đính hôn cùng Bae Jong-jun và cuộc hôn nhân cùng Quân Bin. Người ta nói đùa rằng Lina Yeon là cô gái may mắn nhất màn ảnh Hàn bởi xung quanh cô luôn là những mỹ nam mà nhiều người khao khát. Trước khi yêu đương và trở thành bà xã của Quân Bin, Lina Yeon từng được đồn đại có quan hệ tình cảm với Bae Jong-jun. Năm 2010, làng giải trí xứ Hàn xôn xao trước thông tin về mối tình bí mật giữa Lina Yeon và Bae Jong-jun. Trước khi dính tin đồn yêu nhau, cả hai từng vào vai hai anh em ruột trong bộ phim tâm lý tình cảm lấy nhiều nước mắt của khán giả truyền hình Thanh Thật Với Tình Yêu. Có nguồn tin cho biết, cả hai nảy sinh tình cảm khi đóng cùng nhau. Chính Bae Jong-jun là người nâng đỡ và sau đó đưa Lina Yeon về công ty của anh, KS. Cao điểm của tin đồn tình cảm giữa hai người này chính là thông tin cả hai đã tổ chức lễ đính hôn vào năm 2010. Theo một số nguồn tin thân cận tiết lộ, cả hai đã có thời gian dài bên nhau, thậm chí nghĩ đến chuyện đám cưới. Nhưng sau khi đính hôn đã gặp nhiều mâu thuẫn dẫn đến chia tay. Chính vì thế, chỉ vài tháng sau khi tin đồn đính hôn diễn ra, Lina Yeon quyết định rời khỏi KS để đầu quân sang công ty khác. Cũng từ đó, cả hai không còn tương tác hay quan hệ thân thiết như trước đó. Đối diện với thông tin này, Bae Jong-jun lên tiếng phủ nhận và cho biết quan hệ của cả hai là bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, theo nhiều người, có lẽ mối quan hệ của cả hai không hề đơn giản như vậy. Vì cái kết câu chuyện tình không mấy tốt đẹp nên cả hai mới quyết định phủ nhận khoảng thời gian đã bên nhau mà thôi. Tháng 7 năm 2013, truyền thông Hàn rúng động vì tin Quân Bin hẹn hò cùng nữ diễn viên xinh đẹp Lina Yeon. Trước thông tin này, đại diện của cả hai lại một mực phủ nhận mối quan hệ trên và cho rằng họ không biết gì nhiều về cuộc sống riêng tư của cặp đôi. Sáng ngày 9 tháng 6, một bức ảnh hẹn hò cũ của cặp vợ chồng Quân Bin được đăng tải lên mạng xã hội Hàn Quốc. Trong một thời gian ngắn, hình ảnh này kèm từ khóa Quân Bin Lina Yeon nhanh chóng trở thành top tìm kiếm của Naver. Đây là lần đầu tiên hình ảnh hẹn hò của nam tài tử Trái Tim Mùa Thu và vợ được tiết lộ công khai. Dựa vào chất lượng, nhiều người đã đoán rằng ảnh được chụp vào năm 2011 tại một nhà hàng trong cuộc gặp bí mật của các cặp sao. Cả hai cười rạng rỡ sau khi thưởng thức rượu vang. Hai chiếc sticker hình đôi môi dán trên má càng khiến Quân Bin và Lina Yeon thêm gần gũi. Sau đó, trước những hình ảnh hẹn hò rõ ràng, cả hai chính thức thừa nhận chuyện yêu đương. Theo phía công ty tiết lộ, cả hai tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Thay vì đi đến những nơi ồn ào, Lina Yeon và Quân Bin muốn dành cho nhau thời gian ở nhà, nấu cho nhau những bữa cơm, cùng xem phim và kể chuyện cuộc đời. Từ phim sát thủ vô danh The Man From Nowhere, chiếu năm 2010, Quân Bin đã không tham gia bất kỳ dự án điện ảnh nào mà thường xuyên hoạt động quảng bá tuyên truyền cho các nhãn hàng. Năm 2015, tin tức Quân Bin kết hôn với Lina Yeon khiến người hâm mộ xôn xao, bởi trước đây cả hai từng bác bỏ tin đồn hẹn hò. Dù vậy, cánh sàn ảnh đã ghi lại được những khoảnh khắc bên nhau rõ ràng khiến cặp sao phải thừa nhận và kết hôn bằng một đám cưới đơn giản tại thung lũng Jaesuon, Gangwon, quê nhà của chú rể. Hình ảnh của Quân Bin và Lina Yeon trong lễ cưới được khán giả ngưỡng mộ bởi sự giản dị, không phô trương, hoành tráng như những ngôi sao khác trong showbiz Hàn Quốc. Đám cưới của hai ngôi sao hạng A của showbiz Hàn được tổ chức ngay bên bờ ruộng, xung quanh là xanh mướt một màu của cỏ cây. Khi ấy, cô dâu mặc váy cưới liền thân đơn giản, bên cạnh chú rể diện vest chỉnh chu, cùng nhau đọc lời thề nguyện ước bên nhau đến khi đầu bạc răng long. Sau khi đám cưới, Quân Bin và Lina Yeon hạnh phúc chào đón cậu con trai đầu lòng, dần dần rời xa làng giải trí. Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, hiện tại Quân Bin và Lina Yeon đang sống trong căn nhà trị giá khoảng 6 triệu USD, gần 140 tỷ đồng tại Samcheon-dong, Gangnam, khu vực đắt đỏ nhất Hàn Quốc. Nói về độ xa hoa của ngôi nhà này, giới truyền thông gọi đây là tòa lâu đài dành cho vua. Sau 3 năm tập trung cho gia đình, Lina Yeon gần đây bắt đầu trở lại với showbiz trong các dự án phim. Chia sẻ về lần trở lại này, Lina Yeon cho biết cô nhận được rất nhiều lời động viên từ chồng. Anh ấy đã động viên tôi rất nhiều. Tôi với Quân Bin giống như những người bạn thân tốt nhất của nhau. Mọi người thường nghĩ chúng tôi bí ẩn, nhưng không phải thế. Có lẽ vì chúng tôi ít khi nhắc về đối phương. Từ sau khi sinh con, hình ảnh của con trai Lina Yeon và Quân Bin chưa từng lộ diện. Chính vì thế, rất nhiều người tò mò và tin chắc rằng nhan sắc của đứa bé chắc chắn không phải dạng vừa. Nói về chuyện nuôi dạy con trai, Lina Yeon cho biết, tôi luôn muốn nuôi dạy con theo cách thoải mái nhất. Nếu sau này con muốn theo nghiệp diễn, tôi cũng sẽ luôn ủng hộ con. Tôi muốn con được tự do làm những gì mình muốn.
Ở độ tuổi ngoài 40, cô hẳn nhiên không còn nhan sắc ngọc nữ xứ Hàn một thời nữa, nhưng vẻ đẹp đăm thắm, mặn mà, lôi cuốn của một người phụ nữ từng trải, giờ đây lại trở thành một nét thu hút khác của Nayeon. Bỏ qua một vài dấu hiệu tuổi tác trên khuôn mặt, cô vẫn giữ lại được thần thái bí ẩn và đường nét dịu dàng, mong manh như thuở còn trẻ. Màn tái xuất của Lee Nayeon có sự khởi đầu suôn sẻ với Lee Jong Suk. Khoảng cách chênh lệch về ngoại hình giữa Lee Nayeon và Lee Jong Suk cũng không lớn như nhiều các cặp chị em khác trên màn ảnh. Với kinh nghiệm diễn xuất hơn 20 năm, bà xã Quang Bin đã chinh phục người xem ở Dreamers Eponymous Book.